Hẹn được gặp lại tất cả mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà Đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên hệ thống website nhadathuyhung.com và trên hệ thống fanpage Facebook Zalo Nhà Đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12. Buổi chiều tối ngày hôm nay Hùng sẽ đưa chúng ta đến với một căn nhà phố hiện đại, một căn nhà phố rất đẹp nha mọi người, với thiết kế là một trệt một lửng ba lầu có thang máy. Nhà mình thì với diện tích ngang 4m2, độ dài 17m, thiết kế là một lửng ba lầu. Chúng ta đang thấy đây, một căn nhà xây mới rất đẹp, nằm trong một khu phố toàn nhà lầu cao cấp. Một khu này rất là đẹp nha mọi người, khu này toàn nhà lầu đồng bộ, có trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là con đường trước nhà này, con đường những nhà này nó nằm khoảng 8m, xe hơi xe tải ra vào và tránh nhau thoải mái luôn. Đường này thì hai xe hơi tránh nhau thoải mái nha quý anh chị, rất là gần với mặt tiền đường chính, phù hợp cho đại gia đình mình vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán và làm showroom spa. Và chúng ta sẽ quay lại mặt tiền, mặt chính căn nhà, một căn nhà thiết kế hiện đại rất là cao cấp, được tặng kèm full nội thất bên trong nha. Đây chúng ta để ý mặt tiền, mặt tiền rất là lung linh nha. Hướng nhà mình là hướng bắc, phù hợp với quý anh chị mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà. Bên ngoài thì chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt màu xám. Bên trong chúng ta có khoảng sân đậu xe gắn máy khoảng chừng 2m. Và khoảng sân này thì chúng ta có khu vực tủ giày dép và được ốp gạch hết trang trí trên tường. Nhà mình được thiết kế là một trệt một lửng ba lầu và có thang máy 450kg nha. Đây là khu vực cửa chính của căn nhà mình, lớp cửa nhôm Sinfa màu xám. Và chúng ta sẽ di chuyển vào trong để tham quan không gian bên trong căn nhà. Căn nhà rất đẹp và lung linh. Đây là khu vực gara xe hơi ở dưới tầng trệt này quý anh chị. Khu vực gara xe hơi này nó khoảng chừng 7m, chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4-7 chỗ và xe bán tải luôn. Khu vực gara xe hơi này thì phía dưới gia chủ ốp gạch bóng kính 80 vuông. Có những cái vân rất nổi rất là đẹp, trên tường tạo ốp gạch màu xanh lên cao khoảng chừng 2m rưỡi. Phía trên là khu vực tranh ảnh trang trí, đồng hồ treo tường. Với thiết kế là một trệt một lửng và ba lầu như chúng ta đang thấy đây, rất đẹp và cao cấp. Bên trên là trần thạch cao, đèn chùm chiếu sáng và những khu vực đèn led rất là lung linh trong buổi tối ngày hôm nay. Thì với căn nhà này đang được chào bán với giá là 8 tỷ 900 triệu đồng. Còn thương lượng, quý anh chị quan tâm có thể gọi đến bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Căn nhà quá đẹp nha quý anh chị, được thiết kế với công năng là một trệt một lửng và ba lầu, bao gồm sân đậu xe máy, gara xe hơi, phòng bếp, phòng khách, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà này là hướng bắc, phù hợp với quý anh chị mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà này thì có thang máy 450kg nha quý anh chị. Quý anh chị quan tâm có thể gọi đến cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đi xem và sở hữu ngay căn nhà với giá cực kỳ tốt. Và đây là căn nhà thiết kế rất đẹp, màu sắc rất là sang trọng và trẻ trung. Một không gian thiết kế kiểu mới năm 2020 nha quý anh chị. Và với căn nhà đẹp nằm trên trục đường rộng, phù hợp để vừa ở vừa làm phòng công ty, thì quý anh chị chúng ta hãy đến xem và sở hữu một căn trong khu nhà đẹp này nha. Đây là một khu đồng bộ đang chào bán khoảng 8 đến 10 căn nhà phố. Và nhà mình thì có thể đậu được xe hơi từ 4-7 chỗ bên trong. Di chuyển vào phía trong thì chúng ta sẽ tới với khu vực cầu thang bộ và cầu thang máy với những cây xanh trang trí trong nhà. Phía dưới cầu thang chúng ta có hòn non bộ, khu vực cầu thang trang trí rất là đẹp với tay vịn gỗ sồi, lan can làm bằng sắt, cắt CNC. Và bên này là khu vực những mảng tường được trang trí với những ô kẻ ốp lát rất là sang trọng và đẳng cấp. Di chuyển vào trong nữa, chúng ta sẽ tới với không gian tủ rượu. Tủ rượu thì gia chủ sử dụng tủ rượu gỗ An Cường với đèn led chiếu sáng. Và đây là khu vực sảnh thang máy. Đây là sảnh thang máy nha quý anh chị. Thang máy này là thang máy 450kg này. Và đây là không gian phòng bếp. Phòng bếp của nhà mình thì với bộ bàn ăn 6 ghế mặt đá và một bộ bàn ghế bếp như thế này, rất là đẹp và sang trọng. Trên tường là khu vực đèn chiếu sáng và tường được ốp gạch rất là sang. Bên này là khu vực tủ kệ bếp với khu vực tủ kệ được gia chủ làm bằng chất liệu An Cường, có khu vực để tủ lạnh, khu vực đặt bếp và khu vực đặt máy hút mùi cũng như là khu vực để bồn rửa chén bát. Đây là không gian bếp của nhà mình, một màu sáng rất là lung linh kết hợp với những ánh đèn vàng tạo nên một căn nhà vô cùng đẹp và sang trọng,
nằm trên trục đường ngay ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phía sau là khoảng giếng trời và phòng vệ sinh cuối nhà. Đây là khu vực phòng vệ sinh cuối nhà với bồn cầu, nguyên khối, lavabo rửa mặt, gương soi, vòi tắm hoa sen. Và Hùng sẽ quay từ phía sau ra. Đây là từ phía sau căn nhà chúng ta nhìn ra nha. Căn nhà có thang máy, giá bán thì chưa đến 9 tỷ. Quá rẻ luôn nha quý anh chị, sắp xỉ 9 tỷ thôi. Quý anh chị quan tâm hãy gọi đến cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Riêng tiền đầu tư thang máy cũng đã 6-700 triệu rồi. Tiền tặng nội thất full khi mua nữa thì rất là cao. Chúng ta thấy này. Vậy Hùng sẽ vào thang máy để chúng ta đi lên tầng lửng nha. Đây là thang máy của nhà mình, một thang máy được trang trí rất đẹp. Và hôm nay thì buổi tối Hùng đi quay nhà. Và buổi tối thì ánh đèn rất là lung linh này quý anh chị. Thang máy này là thang máy hiệu Luxury 450kg dành cho 6 người đi, một thang máy gia đình. Được trang trí bên trong quá đẹp và cao cấp. Đây. Đây là Hùng nha. Và chúng ta sẽ tham quan tầng lửng phòng tiếp khách. Căn nhà quá lung linh nha quý chị ơi. Phòng tiếp khách của nhà mình thì với một cửa kính cường lực 10 ly cách âm này, một không gian tiếp khách rất là ấm cúng với tủ rượu phía sau được làm bằng chất liệu ổ sồi. Phía trên là đèn chùm chiếu sáng kết hợp với những ánh đèn LED và những mảng giấy dán tường. Căn nhà này thì tầng lửng chúng ta có vệ sinh luôn. Đây là khu vực nội thất của phòng khách trên tầng lửng. Có hồ cá mini này nha mọi người. Trang trí này quá đẹp và lung linh. Đây là khu vực giếng trời và khu vực phòng vệ sinh tầng lửng này. Nhà mình có tới 6 phòng vệ sinh nha quý anh chị. Đây là phòng vệ sinh. Đây là phòng vệ sinh ở tầng lửng. Và khu vực giếng trời này. Khu vực giếng trời. Giá bán gia chủ đang chào bán là 8 tỷ 980 triệu đồng nha. Còn thương lượng, quý anh chị quan tâm có thể gọi đến cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đi xem và sở hữu ngay căn nhà với thang máy và có giá bán rất là tốt, cực kỳ đẹp, thiết kế vô cùng độc đáo và sang trọng năm 2020 với cầu thang máy và cầu thang bộ xen kẽ lẫn nhau. Căn nhà làm rất đẹp như một cung điện hoàng gia, căn nhà thiết kế hiện đại quá đẹp và cao cấp nha quý anh chị. Rồi Hùng sẽ di chuyển lên trên lầu 1 để chúng ta tham quan hai phòng ngủ đầu tiên, đi bằng cầu thang bộ nha. Cầu thang bộ cũng rất đẹp này. Tay vịn gỗ sồi. Lan can bằng sắt sơn kiểu màu xi pha. Đây là khu vực giếng trời ở cầu thang. Nhà mình có tới 3 giếng trời. Một giếng trời lấy sáng ở giữa, một giếng trời bên hông và một giếng trời ở cuối nhà. Chúng ta sẽ tham quan phòng ngủ đầu tiên. Một phòng ngủ rất là rộng với thiết kế đậm chất châu Âu, đậm chất hiện đại và sàn gạch giá gỗ, sàn gỗ nha quý anh chị. Đây là phòng ngủ với giường ngủ 1m8 này. Đầu giường được ốp gạch màu xanh. Trên tường là khu vực ống máy lạnh, khu vực đèn chiếu sáng, đèn LED. Và phía trước là ban công và cửa ra ban công với những cửa sổ và cửa ra ban công được làm xuyên suốt rất đẹp. Căn nhà quá tuyệt vời nha quý anh chị. Chúng ta đang tham quan phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ phía trước với tủ kệ tivi, tủ áo và những bức tường được dán giấy màu đậm màu. Đây là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh căn nhà ngang 4m2, độ dài 17m này. Có bồn cầu, lavabo rửa mặt và vòi tắm hoa sen cũng như là bồn tắm đứng. Ta sẽ lên lầu 2 tham quan phòng lên nhà mình thiết kế lệch tầng nha mọi người. Lên đây thì chúng ta sẽ tới với khu vực phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía sau. Một phòng ngủ full nội thất nữa. Nhà mình được tặng kèm full nội thất bên trong nha. Chúng ta mua chỉ việc xách ba ly về ở thôi. Căn nhà quá đẹp và ấn tượng nha quý anh chị ơi. Đây. Với đầu giường được ốp gạch màu khác nha. Và khu vực tủ áo cũng như là tủ đầu giường và giường ngủ kết hợp với chăn ga gối đệm. Nhà mình chỉ thiếu máy lạnh thôi. Đây là tủ áo và tủ kệ tivi. Phía sau đây sẽ là khu vực phòng vệ sinh với bồn tắm đứng và vòi tắm hoa sen, bồn cầu, lavabo, gương soi phía ngoài. Bên trong là bồn tắm đứng và vòi tắm hoa sen, có cửa sổ ra khu vực phía sau. Nhà mình là một căn nhà hai mặt tiền nhé, rất là sáng. Đây là phòng ngủ số 2. Rồi Hùng sẽ vào thang máy để chúng ta di chuyển lên
hai phòng ngủ phía trên nha. Chúng ta sẽ vào thang máy. Đây là sảnh thang máy này mọi người. Đó, sảnh thang máy của nhà mình. Và Hùng lại tiếp tục vào thang máy. Thang máy luxury nha. Sẽ lên lầu 3. Đây là bên trong thang máy. Mình sẽ lên lầu 3 nha. Nhà hơn gần 9 tỷ, có thang máy rất là tuyệt vời. Thiết kế đẹp như vậy, quý anh chị có mua thì cũng thấy hợp với số tiền mình đầu tư bỏ ra để mua căn nhà. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi đến bên Hùng ngay để được tư vấn và dẫn đi xem nhà miễn phí, cũng như là được mua căn nhà này với giá tốt nhất có thể nha. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3. Bên đây thì gia chủ đã đối chiều này, đối chiều gạch, gạch phòng trước hay ra phòng sau nha. Cũng có giường ngủ mét 8, phía trước vẫn là cửa sổ và cửa ra ban công. Rồi phòng tủ áo, vệ sinh phía trước rất là rộng, với bồn cầu và lavabo gương soi phía ngoài. Bên trong là bồn tắm đứng và vòi tắm hoa sen. Phòng vệ sinh rất là lung linh. Rồi chúng ta sẽ lên trên phòng ngủ số 4. Cầu thang máy nhà mình lên tới sân thượng luôn nha quý anh chị ơi. Đây là phòng ngủ số 4. Có một số nhà thì đầu tư lên lầu 2 thôi, lầu 3 thôi, nhưng mà nhà này gia chủ ốp lên cho thang máy lên tới sân thượng luôn. Rất tuyệt vời, rất đầu tư, rất kinh điển, quá đẹp và sang chảnh. Đây là phòng vệ sinh của phòng ngủ số 4. Nhà mình có tới 6 phòng vệ sinh nha. Đều thiết kế quá đẹp này. Đó. Rồi, chúng ta vừa tham quan xong 4 phòng ngủ căn nhà. Và theo chân Hùng, chúng ta sẽ di chuyển lên khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau nha. Rồi Hùng sẽ đi thang bộ. Chân mình hơi đau nha mọi người, nên là leo không được nhanh, nó hơi chậm. Mình sẽ coi khu vực sân thượng phía sau trước nhé. Đây này, cầu thang máy của nhà mình lên tới sân thượng luôn này. Chúng ta có thể đi cầu thang máy lên sân thượng nha quý anh chị. Đây, máy leo lên tới sân thượng luôn. Đấy, đó nha, cầu thang máy lên tới sân thượng luôn nha mọi người. Đây là khu vực sân thượng sau này, gia chủ còn giải thảm nữa nha. Và trên đây là những lam sắt rất sang. Phía trước sẽ là khu vực phòng thờ và sân thượng phía trước. Phòng thờ thì chuẩn bị làm nhé, nhà mình đang hoàn công. Số hồng mới mốt ra sẽ là số hồng mới 2020, đang hoàn công nha quý anh chị. Đây sẽ là sân thượng trước này, và có những bộ bàn ghế mini ở đây. Đây đã chạy thảm rồi đó, chúng ta thấy đây. Khu nhà này làm khu đồng bộ khoảng chừng 50 căn nhà phố nha quý anh chị ơi. Rất đẹp, đường xá rộng rãi, xe hơi xe tải ra vào tránh nhau thoải mái. Một khu yên tĩnh phù hợp cho đại gia đình mình vừa ở vừa làm văn phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Rồi, nhà rất đẹp, hãy nhanh tay gọi đến bên Hùng để sở hữu căn nhà này. Nhà đất Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị mình ở những video tiếp theo.